Điện tử Amoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh của Điện tử Amoa. Vâng, trước mặt toàn thể các anh em ở đây là hai cặp loa mà Điện tử Amoa phối ghép để test chất âm cho anh Chí. Anh Chí ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng. Cặp bên dưới là cặp BMB mà Điện tử Amoa phối ghép test cho anh Chí là một cặp loa BMB 850C và anh ghép thêm một cặp loa lời JBL L3 được sử dụng hai chiếc loa chung 11 và một chiếc loa check mà anh yêu cầu bên Điện tử Tám Hoa phối ghép và test cho anh hai cặp loa BMB 850C được sử dụng một chiếc loa bass 25 và bốn chiếc loa check. Đây là một dòng loa bãi Nhật xịn BMB. Nhắc đến dòng loa BMB 850C thì các anh em chắc cũng không xa lạ gì với một dòng siêu phẩm chất âm rất là hay. Vâng, và trung tâm sẽ test cho anh Chí hai cặp loa. Vâng, anh yêu cầu bên trung tâm Điện tử Tám Hoa test cho anh hai cặp loa. Và Điện tử Tám Hoa đang đấu ghép hai cặp loa với một chiếc đẩy công suất 4850, một chiếc đẩy công suất chạy 64 sò mà Điện tử Tám Hoa đang đấu ghép với hai cặp loa. Và một cặp loa bên trên là một cặp loa lời JBL L3. Cặp bên dưới là cặp loa BMB 850C. Vâng, 850. Hàng bãi xịn. Đây là một siêu phẩm. Vâng, đây tôi đang đấu với hai cặp loa. Với một chiếc đẩy công suất. Vâng. Đây là bên vế bên này một cặp chiếc đẩy công suất 4 kênh. Vâng, tôi đang đấu với một chiếc đẩy công suất 4 kênh AC 4850 với hai cặp loa. Còn là tôi sẽ test ra thử chất âm. Còn tôi sẽ test thử chất âm mà với hai cặp loa hàng bãi xịn, chất âm rất là hay. Và các anh em và anh Chí, ai có tai phone xin hãy gắn tai phone vào để thẩm âm với hai cặp loa mà trung tâm Điện tử Tám Hoa đang đấu ghép để test chất âm. Và chất âm rất là hay. Vâng, xin mời nó để cảm nhận chất âm. Rất sâu, tiếng bass đánh sâu chắc. Tiếng chiếc nghe rất là ngọt, rất nhuyễn. Và rõ ràng là tôi đang đánh nó với một chiếc đẩy công suất khá lớn, 4 kênh.
trang trí thẳng âm. Clip mà toàn thể các quý vị đang theo dõi. Vâng, trung tâm điện tử Tám Hoa, địa chỉ Thị Tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, và đến đây điện tử Tám Hoa cũng xin thân ái chào tạm biệt toàn thể các anh em tại đây, và chào anh Chí, và xin hẹn gặp lại. Vâng, xin chào.